Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Wilson Duck Medical Student. Và ngày hôm nay, như đã hứa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái video trong chuỗi video mới của mình. Nó có tên là Med Talk ha. Thì đây là cái video Med Talk số 1. Nói nhanh một tí, Med Talk là gì? Med Talk là một cái dự án nhỏ của mình. Và mình sẽ làm một chuỗi các video và trong đó thì mình sẽ chia sẻ những cái bài học ha, những cái chủ đề học về học tập. Mà trong quá trình mình học tập á, thì mình thấy nó thú vị và mình nghĩ rằng là mình muốn chia sẻ đến với tất cả các bạn, thì mình sẽ làm video và mình sẽ up lên trên kênh YouTube của mình. Thì nó có thể là các cái dấu hiệu lâm sàng này, hoặc là test lâm sàng, hoặc là một kiến thức nào đó mà mình nghĩ là nó thú vị thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cái video đầu tiên, Med Talk số 1. Thì trong cái video đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói đến một cái chủ đề mà mình nghĩ rằng nó có thể là nó sẽ khá là mới lạ đối với một vài bạn đó. Đó là chủ đề về mạch đảo. Mạch đảo hay có một số nơi người ta gọi là mạch nghịch. Tên tiếng Anh của nó là Phosis Paradoxus. Thì cái mạch đảo này á, thì trên khi mà mình học trên trường thì mình thấy là thầy cô ít có giới thiệu nhiều cho mình. Và trong suốt cái khoảng thời gian mà mình học từ Hà Nội đến ngoại á, thì chỉ có một thầy bên ngoại dạy cái bài mà tràn khí mạng phổi áp lực á, thì thầy có đề cập đến cái mạch đảo này, nhưng mà mình thấy thầy cũng không có nói nhiều. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu trên mạng và mình học trên mạng thì mình thấy là cái mạch đảo này là thật sự đó, trên lâm sàng nó là một trong những cái công cụ rất là hữu ích để chúng ta có thể chuẩn đoán nhanh những cái tình trạng cấp cứu về mặt tim mạch, để cứu sống một số tình trạng rất là khẩn cấp cho bệnh nhân. Cho nên là mình thấy là cái mạch đảo này nó thú vị đó, cho nên là mình muốn làm và chia sẻ, và cũng đó là cái lý do mà cái mạch đảo nó sẽ là cái chủ đề đầu tiên trong cái chuỗi Med Talk của mình. Yeah. Và bây giờ xin mời các bạn đến với cái chủ đề mạch đảo ha. Thì khi mà chúng ta tiếp cận một cái bệnh nhân trên lâm sàng, bệnh nhân đó có thể có các dấu hiệu như là tăng áp lực tĩnh mạch cảnh nè, bệnh nhân đó có tĩnh mạch cổ nổi ở tư thế Fowler, hoặc là làm phản hồi gan tĩnh mạch cảnh dương tính, bệnh nhân có thể có nhịp tim nhanh, có thể trên 90-100 lần một phút chẳng hạn nè, hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, bệnh nhân có dấu hiệu tụt huyết áp. Thì đối với những bệnh nhân mà có dấu hiệu như thế này á, thì chúng ta cần phải nhanh tay làm một cái bước, đó chính là xác định ngay cái mạch nghịch cơ cho bệnh nhân, để mình đánh giá cái tình trạng chèn ép tim. Tại vì chèn ép tim là một trong những cái cấp cứu có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân rất là nhanh, cho nên là chúng ta cần phải có cái sự chẩn đoán kịp thời và nhanh nhẹn để mình có thể đưa ra hướng xử lý kịp thời cho bệnh nhân và có thể cứu sống bệnh nhân trong những tình huống rất là khẩn cấp. Quay về lịch sử một tí thì năm 1873, ông Kussmaul. Kussmaul thì chúng ta cũng khá là quen thuộc đúng không? Chúng ta còn nhớ đó là cái kiểu thở Kussmaul, kiểu thở nhanh sâu. Lần đầu tiên ông mô tả mạch nghịch ở 3 bệnh nhân mắc bệnh màng ngoài tim. Và ông thấy là cái gen này nó không có được bình thường, cho nên là ông gọi dấu hiệu này là nghịch lý. Tại vì mạch của bệnh nhân nó lại biến mất trong thì hít vào, mặc dù tim bệnh nhân thì vẫn đập trong suốt chu kỳ hô hấp. Thì ông xem đây là một nghịch lý. Và lúc này và nếu như là nghịch lý thì chúng ta bây giờ mình hãy quay về mặt sinh lý đi. Sinh lý bình thường thì hãy xem như thế nào nha. Thì trong thông thường khi mà chúng ta hít vào á, thì huyết áp tâm thu nó sẽ giảm, và giảm không quá 10mm thủy ngân, và tần số tim nó sẽ nhanh lên để nó bù trừ. Thì mình có một cái sơ đồ như ở đây, mời các bạn theo dõi ha. Thì chúng ta có một cái hình minh họa ở đây. Cái trục tung đó là cái huyết áp của chúng ta. Đây chúng ta thấy có 150mm thủy ngân, và cái trục hoành là thời gian, và cái inspiration là giai đoạn mà hít vào ha. Thì mình thấy là trong cái giai đoạn mà thở ra, cái cột màu trắng này nè là thở ra, và cái inspiration cái màu xám xám này là giai đoạn hít vào. Thì mình thấy là khi mà mình hít vào á, các bạn có để ý thấy là cái huyết áp của chúng ta có vẻ dường như là nó giảm xuống ha, và người ta đo được một cái khoảng như thế này. Và về mặt sinh lý thì người ta có một cái kết luận là khi mà chúng ta hít vào á, thì cái huyết áp tâm thu nó sẽ giảm, nhưng mà nó sẽ giảm không quá 10mm thủy ngân ha. Và cùng với đó thì tần số tim sẽ nhanh lên để bù trừ. Cái này cũng dễ hiểu, khi mà cái huyết áp nó giảm xuống, tức là lượng máu là thì cái tim nó phải đập nhanh lên để nó có thể đáp ứng cho nhu cầu oxy cũng như là dinh dưỡng cho các tế bào của cơ thể ha. Và để giải thích cho cái tình trạng mà tại sao nó lại có cái sự giảm huyết áp trong cái thì hít vào như vậy á, thì khi mà hít vào thì mình biết là trong băng lồng ngực nó sẽ xuất hiện một cái áp suất âm, nó sẽ làm áp suất âm này nó sẽ làm tăng cái lượng máu tĩnh mạch trở về tim phải và tăng độ đầy thất phải. Do đó thắt liên thất nó sẽ bị đẩy nhiều hơn về phía đường ra thất trái, gây ra giảm cung lượng tim, và đồng thời nó sẽ gây ra hậu quả là
huyết áp giảm. Và cái hiện tượng này á, nó sẽ xảy ra rõ rệt hơn trong các bệnh lý làm tăng cao áp suất âm trong lục khoang lồng ngực, ví dụ như là hen phế quản này, hoặc là các bệnh lý làm giảm độ đầy thất phải, ví dụ như tình trạng chèn ép tim, bệnh cơ tim, hoặc là các bệnh lý cản trở đường ra của thất phải, ví dụ như là tắc động mạch phổi. Nhìn nhận một cách trực quan hơn và dễ hiểu hơn cái tình trạng này thì mình có một cái sơ đồ minh họa ở đây. Thì cái hình này nó gồm có hai phần. Phần phía trên là mình thấy có một cái biểu đồ thể hiện cái sự thay đổi của huyết áp trong một cái chu kỳ hô hấp của chúng ta, và cái hình phía dưới là cái hình người ta giải thích thôi, người ta minh họa bằng hai cái quả tim như thế này. Rồi đầu tiên mình nói về cái hình phía trên trước ha. Hình phía trên thì mình thấy là cái trục phân là cái huyết áp, và cái trục trục hoành này đó chính là cái chu kỳ hô hấp, gồm có thì hít vào inspiration và thì thở ra expiration. Thì chúng ta sẽ quan sát hai cái đường ở đây. Thì cái đường mà đường chấm chấm này nè là bình thường, và cái đường mà đường liền mạch này nè, tức là cái pulsus paradoxus, tức là cái mạch nghịch đó. Thì các bạn thấy nè, trong cái thì hít vào ha, đầu tiên là thì hít vào thì các bạn thấy cái huyết áp cái này nó đi xuống là huyết áp tâm trương và lên là tương ứng huyết áp tâm thu nè các bạn. Thì các bạn có thấy là cái huyết áp đó, huyết áp nó có dấu hiệu giảm xuống không? Đó, nó giảm xuống trong suốt cái thì hít vào, và người ta đo được cái khoảng cách từ cái bình thường, cái mức huyết áp bình thường và cái mức huyết áp giảm xuống khi mà thì hít vào á, thì người ta đo được trong khoảng từ 0 đến 10 mm thủy ngân. Còn trong cái trường hợp mà cái đường liền mạch này các bạn, tức là trong cái trường hợp này thì người ta nhận thấy là khi mà hít vào thì cái mức trên là huyết áp này nó lại lớn hơn 10 mm thủy ngân luôn. Và người ta xem đây là một cái tình trạng cái dấu hiệu của bệnh lý, cho nên là, và người ta gọi nó là cái tình trạng mạch nghịch. Thì hai cái hình ở dưới này là hai cái hình minh họa cái thì hít vào, minh họa bốn cái buồng tim của chúng ta ha, minh họa hai quả tim này. Thì ở thì hít vào và thì thở ra. Thì khi mà chúng ta hít vào thì như chúng ta biết là cái áp suất âm trong khoang lồng ngực á, như mà hồi nãy mình có giải thích ở phía trên á, nó sẽ làm tăng đổ đầy máu về tim phải nhiều hơn nè. Khi mà máu về tim phải nhiều hơn từ tâm nhĩ phải xuống tâm thất phải thì nó sẽ làm cho cái vách liên thất nó sẽ đẩy về phía cái tâm thất trái. Các bạn có thể thấy là cái thể tích của tâm thất trái nó sẽ giảm xuống, nó làm giảm lưu lượng máu từ tâm thất trái tống ra, từ đó sẽ làm giảm huyết áp. Tương tự như là trong cái tình trạng thở ra ha, trong cái thì thở ra thì nó có một cái sự ngược lại như vậy thôi, thì cái vách liên thất nó sẽ đẩy về phía tâm thất phải. Thì chúng ta lưu ý cái hình bên này, hình hít vào để mình có thể hiểu được ha. Rồi, như vậy các bạn lưu ý cái slide này ha. Sự giảm huyết áp tâm thu nhiều hơn 10 mm thủy ngân hoặc là mạch đẩy yếu hơn trong thì hít vào thì là người ta gọi là mạch ảo. Thì tại sao là sự giảm huyết áp tâm thu nhiều hơn 10 mm thủy ngân và mạch đẩy yếu hơn trong thì hít vào gọi là mạch ảo? Thì như hồi nãy mình cái chỗ mà giảm huyết áp tâm thu hơn nhiều hơn 10 mm thủy ngân hồi nãy thì mình đã giải thích rồi đúng không? Còn cái chỗ mà mạch đẩy yếu hơn trong khi hít vào thì đó, khi mà mình hít vào mình biết là cái huyết áp nó giảm xuống thì bắt buộc là cái mạch nó phải nhanh hơn, nhưng mà trong trường hợp mà mạch mà nó lại đẩy yếu hơn thì là có vấn đề rồi. Và mạch đảo thì nó gặp trong một cái số cái bệnh lý trên lâm sàng. Thứ nhất là bệnh ép tim. Đây là một cái bệnh lý mà nó sẽ rất là thường gặp, cái tình trạng mạch đảo, và trên lâm sàng thì người ta cũng dùng mạch đảo là một cái công cụ để chẩn đoán ép tim rất là nhanh và cái độ chính xác cũng rất là cao. Ngoài ra mạch đảo cũng còn có thể gặp trong một số tình trạng khác như là viêm màng ngoài tim co thắt, hen phế quản nặng, hay là đôi khi gặp trong COPD. Trong bệnh cơ tim hạn chế, tác động mạch phổi nặng, hiếm gặp trong sốc giảm thể tích. Mạch đảo cũng còn có thể gặp trong cái tình trạng là tràn khí màng phổi áp lực, tràn dịch màng phổi lượng lớn. Đây chúng ta có thể thấy một số cái tình trạng bệnh lý nó có thể gây nên mạch đảo. Thứ nhất là ví dụ như trong cái này là trong cơn hen cấp này các bạn. Thứ hai là trong tình trạng suy tim xuống huyết, cái tình trạng là COPD, cái này là chèn ép tim, đây là tràn khí màng phổi áp lực ha, và hoặc là tràn dịch màng ngoài tim, viêm màng ngoài tim co thắt. Thì những cái tình trạng này nó có thể có biểu hiện lâm sàng là mạch đảo, và từ mạch đảo thì chúng ta có thể chuẩn nhanh chóng cái tình trạng này một cái gợi ý trên lâm sàng. Và để đo mạch đảo thì chúng ta sẽ cần những cái dụng cụ mà rất là cơ bản và tối thiểu mà cả chúng ta đều có thể có được. Và tại vì cái tính chất đơn giản như vậy á, cho nên là mình mới có cái sự chú ý đến với cái tình trạng mạch đảo này. Tại vì cái công cụ nó rất là đơn giản. Đó, thì chúng ta chỉ cần có một cái ống nghe thôi.
là một cái máy đo huyết áp thì chúng ta đã có thể xác định được mạch máu này rồi, và chúng ta từ đó thì chúng ta có thể chẩn đoán được những cái tình trạng rất là cấp bách, những cái tình trạng rất là nguy hiểm của bệnh nhân rồi. Cho nên là mình thấy là cái mạch máu này là một trong những cái công cụ mà mình cần phải lưu tâm đến nhiều hơn ha. Và trên lâm sàng thì chúng ta xác định mạch máu nó cũng khá là đơn giản các bạn, nhưng mà chúng ta cần phải có sự tập trung ha. Thứ nhất là chúng ta phải xác định huyết áp tâm thu bằng phương pháp thông thường. Thứ hai là chúng ta sẽ bóp hơi vào ban cuốn huyết áp cho đến khi nó cao hơn mức huyết áp tâm thu mà chúng ta vừa xác định đó, khoảng 20-30mm thủy ngân. Thứ ba là chúng ta sẽ xả hơi rất chậm. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ xả hơi rất là chậm nha, tốc độ là khoảng dưới 20mm thủy ngân cho mỗi 5 giây. Và vừa xả ban cuốn thì mắt chúng ta sẽ quan sát bệnh nhân thở, đồng thời là tai chúng ta còn phải nghe tiếng đập corocop qua ống nghe hoặc là qua đầu dò Doppler chẳng hạn. Chúng ta sẽ phải ghi nhớ mức áp lực khi nghe thấy tiếng đập corocop đầu tiên lúc bệnh nhân ở thì thở ra. Các bạn lưu ý là cái tiếng đập corocop đầu tiên xuất hiện nhưng mà phải là lúc bệnh nhân ở thì thở ra nha. Và đồng thời chúng ta sẽ tiếp tục xả hơi ban cuốn cho đến khi nghe được tiếng đập corocop đều đặn ở cả thì hít vào thở ra, và ghi nhớ mức áp lực ở thời điểm này. Thì khi mà ở trên lâm sàng khi mà mình đo huyết áp thì mình sẽ lưu ý là khi mình nghe thấy tiếng đập corocop đều đặn ở cả thì hít vào thì thở ra ha, thì cái này trên lâm sàng cũng dễ xác định thôi các bạn. Lấy mức áp lực lúc đầu trừ đi mức áp lực sau thì cái sự chênh lệch giữa hai mức áp lực nói trên nó sẽ là trị số của mạch máu đó. Một vài lưu ý khi mà chúng ta tiến hành đo mạch máu trên lâm sàng các bạn, thì cái mạch máu có thể chúng ta không xác định được mạch máu hoặc là mạch nghịch khi mà bệnh nhân có tình trạng hở van động mạch chủ nè, thông liên nhĩ nè, giảm huyết áp nghiêm trọng hoặc là có rối loạn chức năng thất trái nghiêm trọng, thì chúng ta sẽ không có xác định được mạch nghịch ha. Và các bạn lưu ý là khi mà xác định mạch nghịch thì chúng ta còn phải hết sức tập trung, tại vì chúng ta làm đo đồng thời ba việc cùng một lúc như nãy mình nói, thì cái tay chúng ta thì xả van tốc độ rất chậm, đồng thời mắt chúng ta phải quan sát bệnh nhân hít thở, và cái tay mình cũng phải nghe cái tiếng đập corocop. Và chúng ta lưu ý là chúng ta xác định cái tiếng đầu tiên là khi bệnh nhân ở thì thở ra. Rồi thì trong cái phần trình bày này của mình thì mình có tham khảo một số tài liệu, thứ nhất là MSP Manual, thứ hai là ATCS, và thứ ba là một số hình ảnh mình lấy từ Google ha. Nên mình sẽ chia sẻ cái link một cái video hướng dẫn đo mạch nghịch trên lâm sàng rất là cụ thể và trực quan ha. Thì mình sẽ để dưới phần description thì các bạn có thể xuống đó và xem. Cái link đó thì nó hướng dẫn của cái trung tâm ATCS. Người biên soạn cái phần trình bày này chính là mình ha, Wilson Duck, Medical Student. Mình là sinh viên y khoa ha. Và để kết thúc cái phần trình bày ngày hôm nay của mình thì mình sẽ xin gửi đến các bạn một cái câu quote mà mình rất là ấn tượng gần đây. Chính là do your best, one day you will be someone's hero. Thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng hết sức mình, hãy cố gắng tôi luyện, bồi dưỡng cho mình cái kiến thức và cái kỹ năng cho nó bài bản. Và khi mà chúng ta có được một lượng kiến thức và kỹ năng tốt, sau này chúng ta sẽ giúp đỡ được nhiều người ha. Và biết đâu sau này mình sẽ là một người hùng của ai đó đó. Cho nên là bây giờ mà muốn trở thành người hùng của người khác thì bây giờ mình phải cố gắng và nỗ lực rất là nhiều ha các bạn. Và mình xin cảm ơn các bạn cũng đã xem đến video đến giờ phút này ha. Thì đây là cái video đầu tiên trong cái chuỗi MedTalk, cho nên là chắc chắn là nó sẽ không tránh khỏi những một vài cái điểm thiếu sót, cho nên là mình rất là welcome những cái góp ý cũng như là những cái đóng góp của các bạn. Thì các bạn có thể ý kiến với cái phần comment, mình sẽ đọc hết tất cả các comment của các bạn ha. Và mình hy vọng là các bạn sẽ có một cái kỳ nghỉ dịch học tập hiệu quả, năng suất và an toàn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo trên kênh Wilson Duck Medical Student. Xin chào và hẹn gặp lại.